Hello, xin chào tất cả các bạn nha Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Root nha mọi người Thì hôm nay chúng ta đang ở bên cái nít phụ nha mọi người Thì chúng ta sẽ đi uh, tìm các quỷ nè và quay các quỷ và đánh nhà máy thử bên cái c 2 này thì uh, gọi là trải nghiệm cái, cái, cái gọi là cái gì cái miền đất mới của cái đất phụ mình nó như thế nào nhé mọi người thì hôm nay chúng ta còn được một uh, triệu tám năm mươi chín ngàn ấy thì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đi quay df thôi chúng ta sẽ quay df và chúng ta sẽ đánh nhà máy và chúng ta sẽ tìm lại trái quỷ nhé mọi người thì mình sẽ tìm trái quỷ uh, bằng chắc là sẽ tìm chai thôi chứ cũng không có uh, Uh, cái uh, game pass nữa Coi thử có tìm chai ra có ra cái gì nha Tìm chai thì chắc nó hơi lâu quá nha mọi người Để coi thử cái trái quỷ đầu tiên của mình Bên đây là cái gì Thì chúng ta có thể cắt vào được trong kho nha mọi người hãy chúng ta có thể cắt trái quỷ vào được trong kho ui Trái đầu tiên của mình lại là trái khói mọi người Niu kìa Nó unlock cho mình rich rich tăng cơ cái gì đó hãy trái quỷ đầu tiên của chúng ta Chúng ta sẽ bỏ nó vào rương thôi Đấy, trải khói 100 ngàn bê ly Rồi, tiếp theo là chắc là mình sẽ thử đánh nhà máy và tìm trái quỷ Còn farm thì chắc là đẩy từ từ nhé mọi người 706 cấp thôi hoặc là chơi thì nói chung là đã chơi hết rồi Nhưng mà chủ yếu chúng ta còn thử cái may mắn của cái nít phụ nó sẽ như thế nào thôi Chứ bây giờ uh, chờ đợi uh, update thì chắc là mình sẽ tập trung vào chơi kia nhiều hơn Đấy, bây giờ cũng chả còn cái gì để làm cho mình nữa Bây giờ chúng ta chỉ còn... Uh, Uh, gọi là cây cái phụ này thôi Đấy, biết đâu đó mình farm nó lên để mình qua C3 luôn à, là có thể sắp tới mình sẽ up cây Yoru lên màu trắng nha mọi người mọi người cứ nhầm tưởng đó là V3 nhưng mà không phải nó chỉ là cây Yoru màu trắng thôi nha mọi người Đấy, mọi người cứ hay bảo cây đó là cây Yoru V3 mà thật sự nó chỉ là cây màu trắng thôi chả có gì thôi bây giờ chúng ta sẽ treo nhà máy và lậm trái quỷ nha mọi người thì cho làm cái đó thôi coi như là ba trái Đấy ok bây giờ chúng ta sẽ chờ df trước xong rồi sẽ đánh nhà máy sau nhé rồi nó quay lại đây rồi mọi người ơi thì uh, df bây giờ hiện tại nó cũng đã xuất hiện rồi thì uh, lý do tại sao mà mình biết df nó xuất hiện thì uh, uh, gọi là khá cũng khá là đơn giản thôi mọi người bây giờ nó đã sửa rồi rồi thì mình có thể nhìn ở đây lúc mình vô là 8 giờ 11 phút bây giờ đã là 7 giờ 12 phút thì nó đã đẹp nó đã ra đi nó, nó đã xuất hiện rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đẹp nhé thì cái bạn này có cái bán nhưng mà thôi cãi đi chúng ta sẽ đi bỏ chúng ta kiếm nha thì đầu tiên chắc là sẽ đi tìm ở cái đảo uh, uh, tăng thủ trước nha mọi người gọi là đảo cái này gọi là cái gì mình cũng cứ hay quen kiểu mới về dạo á mình hay gọi là đảo tăng thủ đấy bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng uh, một vòng ở cái đảo này trước coi coi DF nó là cái gì coi thử coi trái đầu tiên mà mình lậm ở bên C2 nó là cái gì luôn nhé mọi người ừ. hồi nãy thì uh, random được trái khói, không biết bây giờ thì được cái gì nhé à, đi uh, tìm mấy cái chỗ mà mình hay biết trước đi Đấy. tìm mấy cái chỗ mà mình hay 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 biết chứ thôi mọi người ạ à. mình tìm xong rồi tí nữa mình sẽ đánh nhà máy luôn nha coi thử coi ba uh, trái quỷ đầu tiên của cái hạt mới ở bên C2 này là cái gì cái 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 đứa này thì mình à, đi bên nào thì nó ở bên đó thôi nói chung hồi nãy mình rủ nó về chơi mọi người à thì, bây giờ chúng ta sẽ tìm một dòng à, ở ở ở sau trước nhé mọi người ở gần nhà máy trước sau rồi chúng ta sẽ ra ở một trước mặt lâu lắm rồi mới có cái cảm giác mà đi bộ tìm để ép mọi người à đó, mới có cái cảm giác đi bộ tìm để ép không biết là kỳ này mình tìm có ra hay không nữa chắc chắn là nó đã xuất hiện rồi Nhưng mà không biết là kỳ này mình tìm nó có ra hay là không thôi C2 thì chúng ta có thể bỏ vào trong túi được nên cứ tìm thôi thoải mái và trái nào mình cũng bỏ vô túi hết từ cái khói nha nói chứ trừ cái khói nha là cái khói là không có bỏ vô được đâu nha thì tìm từ gốc cây hồi xưa làm gì có robot là mua game các thứ rồi đi tìm như thế này thôi mình nhớ nó chính của mình nó cũng tìm như thế này thôi mọi người ạ à. Đi <laughs> như kiểu mò kim tới bởi nhưng mà kỳ đó mình đã tìm được mochi luôn á nha kỳ đó mà nhớ mình tìm được mochi lúc đó làm gì có trái rộng đi tìm đi tìm như thế này thôi mà giờ đó thì banana nó nhiều thì mình đi nó dễ bây giờ chúng ta phải đi bộ từ từ rồi thấy mặt mặt sau của cái cái factory không có gì rồi đó. chúng ta sẽ đi ra ở trước nhá thường thường DF ép mà mình nhớ nó chỉ nằm ở đảo này và cái đảo uh, uh, sau lưng á mọi người đảo đảo nhiều cây á, tên gì mình quên tên rồi đây tiếp theo là chúng ta sẽ tìm ở đảo này như là tiếp theo là chúng ta sẽ đi ra ở cái mặt trước Đấy. hy vọng là một trái gì à, có thể à, dùng được cho hẹn đâu rồi đâu rồi đây ép đâu rồi em kỹ cho này lại coi, Ý, <laughs> cuối cùng cũng thấy nó rồi, biết mà, trái cao su, ô nó lại in lóc thêm một cái item mới cho mình nữa kìa mọi người, đó coi như là mình cũng uh, um, gọi là tìm được uh, mấy cái trái ác quỷ uh, xài được, trái cao su này cũng có giá đấy nha, và chó nó lại sủa mọi người, à. cái 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 uh, cái kênh của mình những kênh của bác tô hồi nào cũng nghe chó sủa hết á khổ thật sự rồi. bây giờ chúng ta sẽ đi về chúng ta cắt nó vô trong trong ba lô chơi lộng trong cái luồng của mình đi nha hãy có còn hơn không trái cao su nói chung là chưa có gọi là chưa có gặp bộ tứ ấy nha à, chưa có gặp bộ tứ là hết này trái cao su hay chưa hay, hay, hay chưa hay, hay chưa cần gì cần gì game bát cần gì game bát trò đó làm gì cần game bát thế này 750 trăm năm mươi ngàn cái vụ Ờ, khả năng ngon lành luôn thì hai trái quỷ đầu tiên một trái là trăm ngàn một trái là 750 trăm năm mươi ngàn bây giờ chúng ta sẽ đợi thêm 30 phút nữa đánh nhà máy coi thử coi thử cái nít này khi qua C2 thì uh, mấy cái trái quỷ đầu tiên của nó thì sẽ có may mắn không Nếu may mắn thì mình sẽ giữ nó lại lại mình tiếp tục mình làm về để ép farm lên Cách rồi qua C3 rồi chơi update luôn cho mọi người xem nhé ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ nhà máy thôi thì chắc là đánh nhà máy cái nữa là coi như là chúng ta sẽ chốt sổ ba trái quỷ đầu tiên của cái nít này khi qua C2 nhé mọi người rồi Đợi nãy giờ thì cuối cùng thì cái nhà máy đầu tiên của cái nick này nó cũng đã xuất hiện rồi mọi người Thì mình mới gọi là à, năn nỉ ý oi cái thanh niên kia là xin à, để cho mình đánh cái nhà máy đi một mình mình chứ không thì cái đau của mình không có bằng là bạn kia bạn lấy cái trái quỷ mất Thì à, à, năn nỉ ý oi hồi thì cũng cho thì bây giờ mình sẽ đánh một mình mình nhé Thì à, lúc đầu thì mình đã quay được cái khói Rồi sau thì mình à, đi tìm được trái... À, à, cao su còn bây giờ thì chúng ta sẽ đánh nhà máy coi nó sẽ được cái trái gì nhé mọi người ừ, hồi này đánh nhà máy này nó là cái trái quỷ quan quyết định nè à. ơi cái gì mà nó cứ văng 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 ra ngoài hoài vậy thì mình nghĩ chắc là đối với cái đam kiếm này của mình thì chắc là một mình mình đánh là 5 phút chắc là được mọi người à. không sao nên mình kêu là bạn đó đợi cho một mình mình đánh là được rồi Đấy. nhưng mà ghét cái cây uh, yoru này đánh nó cứ văng văng văng, văng ra ngoài à. bất cả mình thì uh, chắc là mình coi mình sẽ kết thúc bằng cái cái cái, cái character người cá hoặc là cái uh, cái cái phật tổ để cho nó có mastery nhé mọi người đấy coi kết thúc bằng cái nào để cho nó có mastery cái thức của cái cây kiếm này khó chịu thì sợ nó cứ để đẩy ra ngoài cái game này mình hy vọng là nó làm cái thức uh, uh, cái thức uh, thứ tư đó. không có lướt cái kiếm nó sẽ không có lướt đi mọi người bây giờ hiện tại không có cái cây kiếm nào mà cái thức lướt đi hả Từ khi là À mình quên nữa Mình có thể làm như thế này Mình nghĩ chắc là Nó sẽ không lướt đi Đúng rồi Trời ơi mình quên nha Mình biến thành Phật tổ Mình chém thì nó sẽ không lướt đi dở quên mọi người ạ à. Đấy Chỉ có cách là biến thành Phật tổ Thì cái nó sẽ không bị lướt đi thôi Còn mấy cái khác thì Nó cứ lướt lướt đi khó chịu lắm Đấy Đó Được liền thấy chưa Nó sẽ không bị văng đi nữa trừ khi à, mọi người có trái phật tổ mọi người biến to lên thôi còn không là nó cứ lướt tới lướt lui khó chịu lắm hy vọng là một trái quỷ gì đó không nằm trong bộ tứ có mặc cái áo của chủ tịch mà làm sao nó nằm trong bộ tứ được mọi người hôm nay cũng coi như là chúng ta một cái một cái ngày chúng ta test áo luôn test áo ở bên C2 mấy mọi người test áo bên C2 trái quỷ đầu tiên ở C2 của cái nick này hãy trái quỷ đầu tiên là coi như là mình bỏ khói đi trái khói là trái lên đâm mình coi trái quỷ đầu tiên là trái này đi mọi người à còn cái trái kia là trái lụm mà Ồ, trái đầu tiên thường thường mọi người sẽ đánh nhà máy nhiều hơn lụm né thì không phải ai cũng lụm đâu Đó đánh nhà máy hoặc là trái trọng lượng nữa trời mình đã cố gắng né cái bộ tứ đi rồi nhưng mà nó không thể là ô hình như là mình được cái súng luôn mọi người ô mình được cái trọng lực nhưng mà quan trọng là mình được cái súng ấy Trời ơi, hết chưa? Nó được cái này, nó được cái này nhưng mà nó bù cái kia. Được cái súng luôn à. Nhưng mà trời trái này, khá là đen cho như mình nhưng mà được cái súng luôn. Có cái súng mọi người ạ. À. Được được cái súng. Ngon ơi, trời có cái súng ngon rồi mọi người. Đánh một cái nhà máy ra cái súng luôn. Nhớ cái nít hồi xưa mà là đánh hoài không ra cái súng đó nha. Được cái súng rồi, có cái súng là farm ngon người ta dùng cái súng người ta bê bê, bê các thứ đủ thứ luôn á đừng có đùa. Được cái súng cũng khá là ngon rồi. Đấy bây giờ chắc là thôi mà à... Ủa, cái gì vậy cái súng nó gơi vậy đúng là súng đúng là súng mấy cái cây súng này giống của nhà tiên tri vũ trụ tối cao cái gì đó không biết là mọi người có biết không <laughs> thôi mình nghĩ chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây thôi mọi người thì coi như là à, hôm nay chúng ta sẽ lại được một cái cao su một cái trọng lực đây là một trái trọng lượng và một trái khói Nói chung là trái trái trọng lực thì trái trọng lượng thì coi như đó là một trong bộ tứ đi Nhưng mà không sao chúng ta được bù lại cái súng Thì mọi người thấy cái áo của mình ngày hôm nay phát quy tác dụng nó có uh, ok không Thì coi thì mọi người mua cái áo của mình nha Cái áo của mình thì mọi người đơn giản lắm Bấm vào hạt chính và bấm vào avatar của mình Thì nó sẽ hiện ra cái link để cho mọi người mua áo thôi thì không có bên rời áo nha ai muốn mua mua thì chú ý hôm nay mình test thử nhân phẩm của mình bên C2 mình vừa qua được thôi Ok, thì clip này sẽ kết thúc tại đây thôi mọi người thấy clip như thế nào hãy đây là bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người chúc thầy hãy xem clip mình nhé. Bye bye. Bye bye.